Cơm cháy trứng, quả không hổ danh là một trong những món ăn vặt được săn đón nhất tại Cần Thơ. Cơm cháy sẽ hạ gục bạn ngay từ cái nhìn đầu tiên. Miếng cơm cháy giòn giòn, vàng rụm trông thật đẹp mắt. Điểm lên trên đó còn có chả bông, trứng cút, lạc vừng, xoài xanh thái sợi và những nhánh rau thơm. Tín đồ ăn vặt nào cũng mê tít món ăn hấp dẫn này. Miếng cơm cháy giòn thơm với topping đầy ắp trứng cút, ngoài ra còn có thêm rau thơm, xoài xanh thái sợi, vừng lạc. Cơm cháy trứng có giá 12.000 đồng, đĩa. Thực khách đến Cần Thơ có thể tìm thấy món ăn này ở Bánh Tráng Cô Hưng, quận Ninh Kiều. Nước mía Mỹ Tho, những ngày nóng bức còn gì tuyệt diệu hơn khi được xoa dịu bằng một ly nước mía thơm ngon, mát lạnh lại còn được kết hợp với nhiều topping rất độc đáo nữa. Một địa chỉ đáng để bạn lưu tâm khi ghé thăm Cần Thơ đó là quán nước mía Mỹ Tho Cẩm Vân 2, tọa lạc tại số 19B Mạc Thiên Tích, quận Ninh Kiều. Cốc nước mía ở đây to ú ụ khi được kết hợp với trân châu, thạch dừa, đậu năng hay đậu đỏ đều mang đến một hương vị vô cùng mới lạ, thơm ngậy không thể nào cưỡng lại nổi. Quán này có khá nhiều thực khách thường xuyên lui tới, họ đều hài lòng vì chất lượng và cách phục vụ ở đây. Ngoài nước mía, quán còn bán thêm nhiều loại đồ uống, đồ ăn vặt khác khá phong phú, giá thành thì bình dân. Những ngày cuối tuần thì quán đông khách ghê gớm, vì là quán bình dân thôi nên cũng không trang trí gì. Ba, bánh mì Ba Cô, chủ tiệm bánh mì Ba Cô là chị Bùi Thị Linh Thủy. Nếu đến Ninh Kiều thì bạn nên thử ăn bánh mì ở đây một lần. Bánh mì Ba Cô không chỉ nức tiếng thơm ngon mà còn được lòng khách hàng nhờ giá cả phải chăng, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Một ngày cửa hàng bánh mì của chị Thủy bán không dưới 1.000 ổ bánh, có nhiều người là khách hàng quen thuộc nhiều năm nay của cửa hàng. Menu các loại bánh ở đây cũng rất đa dạng nhé, một số loại bánh mì được yêu thích ở đây như pate gan, thịt xá xíu, thịt nguội, chả lụa. Bánh đến tay khách luôn đảm bảo sạch sẽ, an toàn và luôn nóng hổi, vỏ bánh giòn rụm. Bốn, bò viên siêu bự. Suốt thời gian vừa qua, căn nhà nhỏ với bảng hiệu bò viên Big Size Bovi Beef tại địa chỉ 65A, Mậu Thân, phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ lúc nào cũng tấp nập khách đến tìm mua. Một viên bò tại đây có đường kính lên đến gần 10cm kết hợp cùng nhiều loại thực phẩm bên trong như trứng cút giòn tan, tôm thơm lừng và trứng muối mặn mặn béo béo, hòa quyện vào mùi bò đặc trưng, có thể ăn không hoặc ăn cùng mì và nước súp. Bò viên, siêu bự, thực sự đang tạo nên cơn sốt không chỉ ở Cần Thơ mà còn ở nhiều tỉnh lân cận. Không chỉ bán lẻ mà hiện nay viên bò này còn được bán sỉ đến các nhà hàng lớn nhỏ quanh vùng. Ít ai biết rằng, chủ nhân của viên bò, siêu bự, chính là hai bạn trẻ 9X Lưu Hữu Phú và Lâm Tú Ngân đều sinh năm 1995. Chia sẻ về quá trình thực hiện, bạn Tú Ngân cho biết, ngày đầu mở bán chưa có kinh nghiệm nên không tránh khỏi thiếu sót, bò viên kích thước to nên không thể làm bằng máy mà tụi mình phải làm tay rất mất thời gian. Tuy nhiên, nhờ vào việc cố gắng lắng nghe phản hồi của khách hàng và tích cực hoàn thiện hơn mà mọi chuyện đã cải thiện đáng kể. Hiện nay nước súp bò được nêm đậm đà hơn ngày đầu, số lượng phần bò chuẩn bị cũng phù hợp với nhu cầu mua mỗi ngày của khách. 5. Bún thịt Kim Tiền, món ăn có cái tên sang chảnh nhưng giá lại rẻ bất ngờ. Chỉ với 20.000 đồng, du khách sẽ được thưởng thức món bún độc đáo của ẩm thực đường phố miền Tây. Bún thịt Kim Tiền có đầy ắp thịt heo nướng cháy, rau thơm, hành khô, vừa ngon vừa bắt mắt. Món ăn này được tìm thấy ở đường Phạm Ngũ Lão. Bún nước Lèo Cần Thơ.
Bún nước lèo là một trong những món ăn đặc sắc và nổi tiếng của ẩm thực miền Tây, Việt Nam. Nói đến bún nước lèo, người ta sẽ nghĩ ngay đến tỉnh Sóc Trăng, nơi đầu tiên chế biến ra món bún ngon và lạ miệng này. Tuy nhiên, dần dà bún nước lèo đã lan rộng và phổ biến tại nhiều tỉnh thành khác với một vài biến tấu cho phù hợp với khẩu vị của người dân, cũng như tận dụng những nguyên liệu đặc trưng mỗi vùng. Trong số những vùng miền Tây có món bún nước lèo ngon và đậm đà nhất phải kể đến Cần Thơ. Hiện nay, chỉ cần một tour ngắn là đủ thời gian để du khách thưởng ngoạn phong cảnh thiên nhiên hữu tình của miền sông nước, cũng như nếm thử những món ăn ngon đầy dung dị ở đây. Trong số các món ngon được giới thiệu đến thực khách chắc chắn sẽ có món bún nước lèo đậm đà. Bún nước lèo Cần Thơ rất bình dân, có giá từ 12.000 đến 15.000 đồng, với đầy đủ thịt quay, cá lóc, tôm thẻ, mực tươi. Nét đặc sắc của tô bún nước lèo là ở vị ngon và đậm đà của nước dùng, thường được nấu bằng nước dừa tươi, cá lóc kèm thêm củ ngải bún và mắm. Củ ngải bún hình dạng trông giống củ nghệ, củ gừng nhưng có màu trắng ngà và thân củ nhỏ hơn. Còn đối với mắm thì có thể dùng mắm lóc, mắm cá bông, mắm cá sặc đều được. Khi nấu chỉ vắt mắm để lấy nước trong thuần chất để nồi nước dùng được thơm và có mùi đặc trưng. Một tô bún nước lèo bốc khói tỏa mùi thơm khá đặc biệt và rất hấp dẫn với mọi thực khách. Món này thường được ăn kèm với rau thơm, giá sống, hẹ, bắp chuối bào mỏng, rau muống trẻ nhỏ. Bảy, gỏi cuốn Cần Thơ. Ở các quán ăn ngon ở Cần Thơ, gỏi cuốn đã trở thành một món ăn vặt được rất nhiều thực khách yêu thích. Gỏi cuốn ở Cần Thơ nổi tiếng nhờ mùi vị của nước chấm rất đặc trưng, dù là nước chấm tương, nước chấm mắm nêm hay nước mắm tỏi ớt đều được pha chế đặc biệt. Quán ăn Cần Thơ mang đến gỏi cuốn tuyệt vời nhất được nhiều bạn trẻ truyền tai nhau là quán Mỹ Phục ở quận Ninh Kiều. Tám, bánh cống cô Út, tọa lạc ngay trên đường Lý Tự Trọng, quận Ninh Kiều, quán bánh cống cô Út chuyên phục vụ món ăn vặt nổi tiếng nhất Cần Thơ đó là bánh cống. Có cách ăn tương tự như bánh xèo, cũng chấm nước mắm và ăn kèm với rau sống. Bánh cống đã trở thành món ăn quen thuộc của những sinh viên hay nhiều bạn sẽ yêu thích ẩm thực Cần Thơ. 9. Lẩu mắm Dạ Lý. Đến với những quán ăn Cần Thơ, thực khách không nên bỏ qua lẩu mắm. Là món ăn nổi tiếng ở miền Tây và có xuất phát từ ẩm thực của cộng đồng người Khơm nhưng rất được người Việt yêu thích. Món lẩu mắm nổi tiếng Dạ Lý với cách chế biến chuyên nghiệp, mùi vị đặc trưng đã thổi một hương vị mới cho món lẩu mắm khiến nhiều thực khách mê đắm với món ăn đặc biệt này. 10. Sam quán ăn Hàn Quốc. Khi đến với những quán ăn ở Cần Thơ, thực khách không chỉ được thưởng thức món ăn dân dã miền Tây, mà còn được thưởng thức những món ăn lạ, độc đáo khác. Sam quán ăn Hàn Quốc chuyên phục vụ những món ăn nổi tiếng của xứ sở kim chi. Lẩu kim chi, cơm cuộn là những món ăn được nhiều thực khách lựa chọn nhất khi đến quán. 9. Nếu thấy video hay và hữu ích, hãy like, chia sẻ và đăng ký kênh để có nhiều video mới.